Như thường lệ, mở đầu chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu về lịch sử văn hóa của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh qua những câu chuyện được chia sẻ trong chuyên mục Bạn Có Biết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau câu chuyện về những bộ ảnh lịch ngày xưa. Cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 là thời kỳ hoàng kim của dòng phim thị trường với hàng loạt những ngôi sao ăn khách như là Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, và những gương mặt này luôn làm cháy các phòng vé. Điểm nổi bật của dòng phim thị trường thời kỳ này đó chính là diễn viên thì tài sắc và câu chuyện thì rất là hấp dẫn. Hầu như đó là những câu chuyện của tuổi học trò, những diễm tình rất là lãng mạn hay là những nội dung của bộ phim cổ trang Kiếm Hiệp. Các ngôi sao ngày ấy không chỉ hiện diện trong đời sống của người dân, trong các bộ phim trên TV mà còn trên những bộ ảnh lịch treo tường. Thời ấy khi mà TV còn hiếm hoi thì các bộ ảnh lịch hiện diện trong hầu hết các ngôi nhà như là một phụ kiện trang trí không thể thiếu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến một gương mặt ảnh lịch đại diện cho thời kỳ đó rất là nổi tiếng những năm 80 đó. Đó chính là diễn viên Diễm My. Và phải nói rằng trong thời điểm đó thì hầu như nhà ai cũng có những bức hình cực kỳ đẹp của diễn viên Diễm My đó Điền. Thời ấy với một cái mái tóc buông xõa tự nhiên cùng với gương mặt tươi sáng thì Diễm My toát lên vẻ đẹp ngọt ngào thùy mị. Con đường đưa Diễm My trở thành một ngôi sao được công chúng yêu thích cũng rất là ngẫu nhiên và khá thú vị. Trong một lần cô đi rửa hình ở tiệm ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ thì chủ tiệm đã phát hiện ra vẻ đẹp của Diễm My và mời cô chụp hình làm ảnh lịch. Và trong suốt 4 năm kể từ năm 1985 cho đến năm 1988 thì Diễm My trở thành top model ở trên ảnh lịch. Cát xê của chị thì ngang ngửa với các ngôi sao ca nhạc sáng chói thời bấy giờ. Trong các cái show ca nhạc ở các tỉnh miền Tây thì khán giả kéo nhau tới sân vận động hay là tới rạp chỉ để nghe Ngọc Ánh hát và để xem Diễm My. Và khi mà đến với các show ca nhạc đó thì khán giả được thực mục sở thị người đẹp mà mọi người vẫn nhìn thấy ở trên ảnh, được nói chuyện với chị. Chỉ 2 phút xuất hiện trên sân khấu thôi mà cát xê của nghệ sĩ Diễm My đã ngang ngửa với một ngôi sao ca nhạc thời bấy giờ. Và ngày nay mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng mà Diễm My vẫn thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình với một cái vẻ ngoài và vóc dáng dường như là thách thức thời gian.